Bye.
Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với VFTV trong những trận đấu giao hữu thường niên giữa những đội bóng có tình thân hữu nghị. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau được đến với trận đấu giữa hai câu lạc bộ cũng có một sự hữu nghị vô cùng lâu dài. Và ngày hôm nay chúng ta có một sân đấu thực sự rất đẹp mắt, đó là sân đấu, sân tập ở sân Mỹ Đình. Ngày hôm nay thì hai đội bóng sẽ xuất hiện ở trong chuyên mục giao hữu của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ là Sứ Đoài FC cùng với đó là Bình Minh FC. Đây là hai đội bóng khá quen thuộc với nhau khi đã có không dưới 5 lần đụng độ. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ bên phía Sứ Đoài sẽ hành quân đến với sân nhà của Bình Minh FC.
Thì đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, nhưng rõ ràng có thể nói với tất cả quý vị các bạn, tính chất của trận thi đấu này là không khoan nhượng và không có chỗ cho tình cảm cá nhân ở trên sân bóng. Ở ngoài chúng ta có thể là những người anh em, nhưng trên sân bóng thì tất cả cầu thủ sẽ cháy hết mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận thi đấu giữa các thủ bên phía xứ đoài, cùng với đó là các thủ bên phía của FC Bình Minh. Những tấm ảnh lưu niệm đầu trận, cùng với đó là sự chuẩn bị đến từ cả hai đội bóng. Trọng tài đã sẵn sàng, cao thủ đã sẵn sàng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi tiếng còi khai cuộc của trọng tài ở trong trận thi đấu này. Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn hiện tại đang có mặt trên fanpage của VFTV. Nếu chúng ta lướt qua thì đừng quên hãy... Và cùng với đó là Ado Media. Quý vị các bạn, chúng ta lướt qua hai fanpage đó là VFTV và Ado Media thì đừng quên để lại cho anh em ekip bình luận viên cũng như là những anh em kỹ thuật quay phát một like, một chia sẻ. Và chúng ta có nhu cầu livestream bóng đá thì đừng quên hãy liên hệ ngay với page Ado Media cùng với đó là page VFTV. Và như vậy là trận đấu giữa Sứ Đoài FC cùng với đó là Bình Minh FC đã được bắt đầu. Ngày hôm nay thì cao thủ Sứ Đoài FC trong trang phục áo xám quần xám sẽ bảo vệ khung thành bên phía bên tay phải và nhỏ của quý vị và các bạn ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Ngày hôm nay thì đội khách sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phía bên tay phải. Cùng với đó bên phía bên kia trên tuyến, các thủ FC Bình Minh, đội chủ nhà ngày hôm nay sẽ ra sân trong trang phục đó là áo xanh nhạt, quần xanh đậm, bảo vệ khung thành bên phía bên tay trái. Vừa rồi là pha va chạm đầu tiên của trận thi đấu này. Rõ ràng là trong những trận đấu của những cầu thủ được gọi là phổi thì không có chỗ cho những toàn tính chiến thuật, và thay vào đó họ chơi và tận hưởng thứ bóng đá của riêng mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem trong một ngày mà tâm lý thoải mái thì các cầu thủ nghiệp dư có thể tạo nên được điều gì ở trong một trận đấu giao hữu, một trận đấu giao hữu nâng cao sức khỏe cùng với đó là gắn kết tình hữu nghị giữa hai đội bóng. Những phút đầu tiên thì chúng ta đang thấy các thủ Sứ Đoài đang có cơ hội rất nguy hiểm. Những phút đầu tiên các thủ đội khách hiện tại đang là người nắm được ưu thế. Và để cho anh em quý vị các bạn chúng ta dễ dàng theo dõi trận đấu này thì tôi xin đọc đội hình xuất phát của cả hai đội. Về bên phía các thủ Sứ Đoài thì họ sẽ ra sân với thủ thành áo số 1, thủ thành Gia Huy. Các thủ mang áo số 23 Tùng Trắng, cầu thủ mang áo số 5, 15 Cương Bắp Cải, cầu thủ mang áo số 11 Thiện Ủy Ban, cầu thủ mang áo số 21 Vinh Tỏ, cầu thủ mang áo số 10 Bình Ngâu, cầu thủ mang áo số 8 Đông Xanh, cầu thủ mang áo số 19 Duy Đông, cầu thủ mang áo số 9 Tùng Đen, cầu thủ mang áo số 6 Phong Eto, cầu thủ mang áo số 10 cầu thủ mang áo số 4 Cương Taxi và cầu thủ mang áo số 14 Tùng Vest. Tùng Vest Tông sẽ là người cuối cùng ở trong danh sách thi đấu chính thức của các thủ bên phía Sứ Đoài Club. Còn bên phía của cao thủ Bình Minh FC thì họ sẽ ra sân với thủ thành số 1 Nguyễn Hoàng, cao thủ mang áo số 3 Trần Hiền, cầu thủ mang áo số 25 Thanh Sơn, cầu thủ mang áo số 6 Duy Hân, cầu thủ mang áo số 2 Anh Tuấn. Cùng với đó là ở hàng tiền vệ sẽ xuất hiện những cái tên như là Hùng Anh mang áo số 35, Quốc Tùng mang áo số 89, Anh Quân mang áo số 20, Anh Tài mang áo số 10. Cùng với người cuối cùng chơi ở hàng tiền vệ đó chính là tiền vệ Tùng Trác mang áo số 21. Và người đá cao nhất trên hàng công bên phía các thủ FC Bình Minh đó chính là David Vượt, cầu thủ mang số 7. Đó là đội hình xuất phát đến từ cao thủ áo xanh. Rõ ràng là những sơ đồ chiến thuật hay là những lối chơi của bóng đá hiện đại thì chúng ta rất khó có thể bắt gặp được ở trong những sân chơi phong trào. Nhưng mà đây là một tình huống thoát xuống khá hay. David Vượt đã rơi vào tư thế vị vị. Không, đó người rơi vào tư thế vị vị là anh Tài. Rõ ràng chúng ta có thể thấy là không có quá nhiều những toàn tính chiến thuật từ đầu trận đến giờ. Các thủ đang tận hưởng một bầu không khí bóng đá thực sự ở trên mặt sân rất đẹp của sân phụ sân Mỹ Đình. Một tình huống phá bóng hơi lập bập. Nhưng sau đó thì Bình Ngâu đã không thể đưa bóng vào một cách hoàn hảo nhất. Với việc là anh em phong trào chúng ta thì thường quen chơi ở trên mặt cỏ nhân tạo.
rõ ràng khi chuyển từ mặt cỏ nhân tạo sang chơi ở cỏ tự nhiên thì ít nhiều phần nào các cầu thủ phong trào sẽ gặp phải một số sự bất lợi. Những tiếng đổi bóng khá nhanh. Và bóng mà trọng tài đã cất còi. Sau tình huống mà Tùng Đèn có một pha áp lực thì như vậy là trọng tài đã quyết định dành cho các thủ bên phía của Sứ Đoài FC một tình huống penalty. Sai lầm đến từ thủ thành Nguyễn Hoàng. Không chính xác hơn, đó là một tình huống phạt gián tiếp. Và những chân sút phạt của Sứ Đoài FC đã đứng trước bóng. Vinh To, Tú Veston cùng với đó là vị trí của Cường Bắp Cải đang là những người đứng trước bóng. Rõ ràng là khung thành của sân 11 là một cự ly khung thành rất lớn. Và ở cự ly sút phạt như thế này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cú đá phạt của các thủ Sứ Đoài đã không thành công. Phản ném biên dành cho các thủ Sứ Đoài. Pha bóng của Vinh To. Tình huống che chắn bóng tốt của David Vượt. Nhưng sau đó bóng vẫn còn dành cho các thủ bên phía Sứ Đoài. Và đưa bóng vào. Tình huống nỗ lực không thành công của Tùng Đèn. Buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết ở trên sân phụ của sân Mỹ Đình là một thời tiết vô cùng đẹp. Trời râm mát. Một kiểu thời tiết thực sự là rất đáng mơ ước với những trận bóng giao hữu. Bóng dành cho các thủ bên phía Sứ Đoài. Một lần nữa thì lá cờ Việt vị đã được phất lên. Có lẽ là lỗi phổ biến nhất ở trong những cầu thủ chơi phong trào khi lên đá sân 11, đó chính là những tình huống họ thoát bẫy Việt vị. Những tình huống Việt vị sẽ thường xuyên bị xảy ra khi ở trong bóng đá sân 7 thì thường không có những tình huống bắt Việt vị và tiền đạo có thể thoải mái di chuyển về khu vực đáy biên. Nhưng với sân bóng 11 thì câu chuyện sẽ khác hơn rất nhiều. Các tiền đạo cần phải thực sự rất tinh ý trong những tình huống di chuyển của họ. Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi ở hai fanpage, đó là Ado Media cùng với đó là VFTV. Hiện tại thì chúng ta muốn có những trận đấu quay phát để lưu giữ lại kỷ niệm thì đừng quên hãy liên hệ ngay với Ado Media và VFTV. Đây là cơ hội! Cơ hội dành cho anh Tài đã không thành công. Một pha đột phá của cầu thủ áo số 10. Câu trả lời đến từ cao thủ bên phía Bình Minh FC. Một pha thoát xuống rất nhanh đến từ vị trí của Tùng Đen. Vẫn đang là Tùng Đen. Pha phòng ngự tốt đến từ trung vệ Thanh Sơn. Tùng Đen đang là điểm sót bóng rất quen thuộc đến từ cao thủ bên phía Sứ Đoài. Tú Veston. Xác định đó sẽ là một tình huống ném biên. Chính xác hơn thì đã có một cầu thủ bên phía của Sứ Đoài bị đau. Và sẽ có tình huống ném biên dành cho các thủ bên phía Bình Minh. Pha trả bóng fair play đến từ các thủ Bình Minh. Tiếp tục là cơ hội của Tú Veston. Bóng vẫn còn dành cho các thủ Sứ Đoài. Trọng tài xác định đó là tình huống tranh chấp hợp lệ. Và tiền đạo Bình Ngâu đã không thể đưa ra được cú dứt điểm ở trong pha thoát xuống vừa rồi.
Cầu thủ xứ đoài ở những phút đầu tiên đang tạm thời có được một chút về mặt thế trận, nhưng đây là cơ hội dành cho cao thủ bên phía của Bình Minh FC. Anh Tú. Không, đây là anh Tài. Pha che chắn bóng đến từ Vinh To. Và bắt buộc trong tình huống vừa rồi thì trung vệ Trần Hiền phải đưa ra một tình huống phạm lỗi. Pha bẩu bóng nhanh. Trần Hiền. Ngay lập tức là những tình huống áp sát đến từ các cầu thủ áo xám. Những lựa chọn chuyền bóng đang là khá ít ở trên phần sân của các thủ Bình Minh. Tú Vét Sông. Đồng Xanh. Tình huống phối hợp không thành công, bóng được cướp đến từ cao thủ bên phía của FC Bình Minh. Cuộc Tùng khá được độc ở hành lang cánh trái. Bóng được trả về dành cho vị trí của Tùng Trác. Pha một bóng lên phía trên. Tình huống ra vào hợp lý đến từ thủ thành Gia Huy. Trận đấu vẫn đang sử dụng rất nhiều những tình huống bóng dài và tận dụng tốc độ của những tiền đạo phía bên trên. Trọng tài sẽ xác định đây là tình huống đá phạt dành cho cao thủ Bình Minh. Với một khung thành rộng mở như thế kia, để cho những cú đá phạt có thể thành bàn ở trong sân chơi nhập dư sân 11 là một điều thực sự rất dễ dàng có thể xảy ra. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi vào tình huống này của các thủ bên phía Bình Minh. Đứng trước bóng đang có anh Tài. Cùng với đó là vị trí của anh Quân. Hàng rào đã được lập. Một tình huống phối hợp đúng kiểu sân 7. Nhưng rõ ràng không thể vượt qua được hàng rào của các thủ xứ đoài ở trong pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là những tình huống phất bóng dài lên phía bên trên. Khu vực giữa sân đang là một điểm nóng tranh chấp giữa cao thủ. Những tình huống tranh chấp rất quyết liệt giữa cầu thủ cả hai đội ở khu vực trung tuyến. Quả đá phạt nhanh. Bóng lại được một lần nữa đến chân của Tùng Đen. Phạt tạt bóng không thành công của Tùng Đen. Và phản công đến từ cao thủ bên phía Bình Minh. Tình huống mở bóng khá khó của Tùng Trác dành cho tiền đạo anh Tài. Tùng Đen. Vinh To. Bình Âu. Pha chọc khe của Bình Âu. Trước đó là những tình huống phối hợp giữa Đông Sành, Tùng Đen cùng với đó là Bình Ngâu. Nhưng pha chọc khe cuối cùng của Bình Ngâu lại hơi mạnh so với đà băng lên của Tùng Đen. Đông Sành. Phản bóng của Đông Sành lên phía bên trên. Rõ ràng nó vẫn không thể qua được trung vệ Trần Hiền. Đá vi vượt. Pha bóng lên phía trên của Duy Hân. Tình huống mở bóng rất tốt. Đây là cơ hội dành cho các thủ bên phía FC Bình Minh. Pha qua người rất khéo léo. Cơ hội. Và như vậy là một bàn thắng dành cho các thủ FC Bình Minh. Pha kiến tạo của Duy Hân. Và tình huống đột phá đến từ tiền đạo anh Tài.
Một pha bóng lắc qua cả trung vệ và cả thủ môn, và sau đó là bàn thắng rất đẹp mắt của anh Tài dành cho các thủ FC Bình Minh. Tỷ số đã được mở và như vậy là 1-0 dành cho các thủ FC Bình Minh ở phút thứ 15 của trận thi đấu này. Mặc dù các thủ bên phía sư đoài, các thủ đối khách chơi tương đối ép sân, nhưng chỉ với một đường truyền thành công, các thủ FC Bình Minh đã cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống xử lý bóng cuối cùng của mình. Và như vậy là họ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0. Cầu thủ bên phía sứ đoài đang đẩy cao đội hình lên phía trên. Bình Ngâu. Không có lỗi đến từ các thủ FC Bình Minh. Tiếp tục là pha mở bóng đến từ Anh Quân. Đông Xanh. Vẫn đang là tiền vệ Đông Xanh. Pha bóng rất hay của cầu thủ áo số 8. Nhưng trước mặt của tiền đạo Bình Âu là đến hai cái bóng áo xanh. Trong tình huống vừa rồi rất khó để cho Bình Âu có thể đưa ra một tình huống đột biến. Pha phối hợp 1-2 khá hay. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dài cho các thủ bên phía sứ đoài. Tình huống đang duy trì cự ly ở khu vực trung tuyến khá tốt đến từ các thủ Bình Minh. Vẫn là những tình huống phối hợp ban bật 1-2 đến từ các thủ sứ đoài. Một pha mở biên khá tốt dành cho vị trí của Tùng Đen. Tiếp tục là những tình huống chào bóng của Tùng Đen. Bóng vẫn còn. Đánh đầu rất nguy hiểm. Một pha phối hợp có nét đến từ các thủ bên phía sứ đoài. Tình huống đánh đầu cuối cùng là của Vinh To. Nhưng trước đó thì trọng tài viên đã dựng căng cờ việt vị với tiền đạo áo số 21 bên phía của cao thủ sứ đoài. Trần Hiền, Thanh Sơn. Và đưa bóng lên phía trên dành cho anh Tài. Nhưng tình huống đi bóng, trọng tài đã cất còi trong pha bóng vừa rồi. Nỗ lực của Hùng Anh đã mang về cho các thủ FC Bình Minh một tình huống đá phạt. Tiếp tục là bóng dành cho Hùng Anh. Bóng vẫn đang còn ở trong sân. Hùng Anh đưa bóng vào. Cơ hội. Pha bóng khá nguy hiểm lên phía cung thành của thủ thành Gia Huy. Đồng Xanh. Vinh To. Nên nhớ tỷ số trên sân lúc này vẫn đang mới chỉ cách biệt một bàn mà thôi. Pha xóa bóng không thành công nhưng sau đó đã có Trần Hiền. Liên tiếp là những tình huống uy hiếp khu vực giữa sân đến từ cao thủ bên phía sứ đoài. Bóng vẫn đang trong chân của cao thủ sứ đoài. Tùng Đen. Pha phối hợp 1-2 giữa Tùng Đen và Vinh To. Duyên đang là người theo game Tùng Đen. Tình huống theo game tốt của Duy Hân.
Bể đi. Sẽ có một tình huống ném biển dành cho các thủ bên phía của Sứ Đoài FC. Bóng vẫn được nhả ra tuyến hai. Tình huống treo bóng khá nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì bóng đã nằm trong tay của Thành Nguyễn Hoàng. David Vượt. Anh Quân. Pha chọc khe lên phía bên trên. Không có lỗi Việt vì đây là cơ hội để cho Hùng Anh có thể điền tên mình lên bảng đến từ cơ hội. Quá tham lam trong pha bóng vừa rồi, đáng nhẽ nên là một đường chuyền xuống dành cho người đồng đội. Duy Hân đã cướp được bóng. Cơ hội vẫn còn dành cho cầu thủ áo xanh. Pha tấn công của Duy Hân. Pha bóng hơi khó dành cho Hùng Anh. Nhưng tình huống bóng vẫn nằm trong sân. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các thủ FC Bình Minh. Và tỉa bóng lên phía trên. Hơi khó cho anh Tuấn trong pha bóng vừa rồi rồi. Lợi thế vẫn đang tạm thời nghiêng về phía của các thủ FC Bình Minh. Với lợi thế một bàn, cùng với đó là những đường chọc khe lên phía trên và tốc độ bằng cắt của các thủ đang phần nào đó giúp cho các thủ FC Bình Minh có được chút lợi thế trong những phút vừa qua. Một pha vẩy má khá hay. Nhưng Thanh Sơn đã là người có mặt kịp thời. Tiếp tục là tình huống vượt qua khá hay của Quốc Tùng. David Vượt. Còn người hiện đang đá là cánh trái bên phía cầu thủ FC mình đó là Quốc Tùng. Thiện Ủy Ban. Bóng còn dành cho các thủ bên phía của Sứ Đoài FC. Trận đấu đang rơi vào những phút chung. Đến từ các thủ của Sứ Đoài và cũng như là các thủ FC Bình Minh. Trong khoảng 5 phút vừa qua thì chúng ta đang thấy là cường độ tấn công cũng như là mật độ tấn công của các thủ đang có chút gì đó giảm sút so với những phút đầu của hiệp thi đấu thứ nhất, cũng dễ hiểu thôi. Đây là thời gian mà các thủ thi đấu an toàn, bảo vệ thành quả. Thủ Vestong vẫn đang là người đá trong vai trò tiền vệ trụ bên phía của các thủ Sứ Đoài. Hàng phòng ngự của các thủ áo xanh cũng đã bắt đầu dâng lên, ép sát vào khu vực trung tuyến. Đây là một chiến thuật khá hợp lý nhưng bị mất bóng ở khu vực giữa sân. Đây là pha phản công dành cho các thủ bên phía Sứ Đoài. Vinh To đã không thể vượt qua được trung vệ Trần Hiền trong pha bóng vừa rồi. Điều tiên quyết của một cầu thủ,
một trung vệ tốt ở sân 11, đó chính là khả năng đọc tình huống và bắt bài. Tạm thời cho đến thời điểm tại thì bộ đội trung vệ của các thủ FC Bình Minh vẫn đang thi đấu khá ổn trước sức tấn công đến từ các thủ bên phía xứ đoài. Phá đưa bóng vào phía bên trong. Bóng lập bập và sau đó được phá lên nhưng nó vẫn trong chân của cao thủ bên phía xứ đoài. Tốc độ cướp bóng là rất nhanh. Đây là cơ hội dành cho cao thủ bên phía FC Bình Minh. Hùng Anh vẫn đang là Hùng Anh. Phía trong anh Tài đang di chuyển. Vẫn không là một tình huống được truyền ngang được đến từ Hùng Anh. Trong tình huống trước thì Quốc Tùng. Và bây giờ là đến Hùng Anh khi mà cao thủ bất tốc ở sân 11 thì rõ ràng là rất khó để kiểm soát được tốc độ của mình và đưa ra được những đường truyền. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu là như vậy. Nhưng đáng ra nên có một tình huống tỉa bóng vào trong nhẹ nhàng hơn. Một tình huống tỉa bóng vào trong sớm hơn đến từ Hùng Anh thì mọi chuyện đã khác rồi. Và bóng lên dành cho Hùng Anh nhưng rất khó để cho cầu thủ áo số 29 có thể theo được. Tiếp tục pha làm mở bóng lên phía trên. Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ áo xanh. Cơ hội dành cho cầu thủ FC Bình Minh. Bóng vẫn còn. Pha vào chân của Quốc Tùng. Trong 5 phút vừa qua thì những cơ hội của các thủ FC Bình Minh là rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí là thủ môn bên phía của FC Bình Minh đang thực hiện vài động tác chống đẩy. Thì quá khó khăn với hàng phòng ngự của FC Bình Minh. Anh Quân. Pha bóng Anh Quân đang bị vây khá sát. Tình huống mở bóng của Trần Hiền đến chân của Hùng Anh. Đưa bóng rất tốt. Đá vít vượt. Đã không thể vượt qua được sự truy cản đến từ Đồng Xanh. Tú Veston. Pha bóng của Anh Quân lên phía trên. Một điều trong khe khá hay, cơ hội dành cho các thủ bên phía xứ đoài. Anh Mạnh à? Đúng rồi anh ạ. Làm pết thôi anh ơi. Anh Mạnh vừa tập xong à? Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ bên phía của xứ đoài. Pha bóng khá hay. Nhưng tình huống đó đã bị cắt
đến từ vị trí của Duy Ân. Bóng vẫn đang còn dành cho cầu thủ bên phía xứ đoài. Và mở bóng vào phía trong. Những giây phút ép sân đến từ cầu thủ áo xám đang đến. Họ vẫn đang triển khai một lối chơi ban bật bóng ngắn, cố gắng để tìm đến đường vào khung thành của thủ thành Nguyễn Hoàng. Thiện Ủy Ban. Tỷ lệ cầm bóng của các thủ bên phía xứ đoài đang là khá nhiều. Tùng Đen. Tiếp tục là những đường mở bóng chéo của Tùng Đen lên phía trên dành cho Vinh Tỏ. Các thủ xứ đoài dùng rất nhiều những tình huống mở bóng chéo, những tình huống phất bóng đổi biên đến từ các thủ xứ đoài rất thường xuyên được sử dụng. Vẫn đang là bóng trong chân cao thủ xứ đoài. Tùng Đen. Khoảng trống dành cho Tùng Đen phía bên trước. Nhưng rõ ràng là hàng phòng ngự của các thủ FC Bình Minh đã lùi về rất tốt ở trong những tình huống nguy hiểm. Bình Ngâu. Phong Eto. Tú Vét Sông. Vẫn đang là những tình huống bật bóng ngắn đến từ cao thủ bên phía của xứ đoài FC. Bình Cầu. Và trọng khe xuống phía dưới đã không thành công. Thì trước mặt đó là vị trí của Duy Hân. Và đây là pha phản công dành cho cao thủ bên phía FC Bình Minh. Hùng Anh. Phía trong thì anh Tài đang di chuyển và đưa bóng vào của Hùng Anh. Cơ hội. Tình huống có quan sát, có đường chuyền vào tốt, nhưng đáng tiếc là trong pha bóng vừa rồi chỉ mang về một tình huống phạt góc dành cho cầu thủ bên phía Bình Minh mà thôi. Tiếp tục là những tình huống nhồi bóng vào phía bên trong. Đây là pha phản công dành cho các thủ xứ đoài. Tình huống trọng khe xuống dành cho Vinh To. Phía trong thì Bình Âu đang di chuyển. Đây là cơ hội dành cho cầu thủ áo số 10. Bình Âu. Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ mang số 10. Khá đáng tiếc trong tình huống bóng vừa rồi. Một tình huống phản công mẫu mực đến từ đội khách. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng của tiền đạo mang số 10 thì nó lại đi quá tiêu chính xác so với khung thành của thủ thành Nguyễn Hoàng. Những tình huống nguy hiểm liên tiếp được diễn ra ở hai đầu khung thành.
Nhưng đáng tiếc thì nó vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ hội nguy hiểm mà thôi. Anh Tài. Tùng Trắc. Phản hồi khá hay đến từ cao thủ và ngáo xanh. Đây là cơ hội của Hùng Anh. Vẫn là một tình huống bằng già hợp lý đến từ Gia Huy. Sau đường truyền của Tùng Trắc thì Hùng Anh đã có cơ hội bằng xuống. Gia Huy đã là người nhanh hơn một bước. Tiếp tục là pha trèo bóng vào. Vẫn là pha giả vào hợp lý của thủ thành máu số 1 bên phía của Sứ Đoài Club. Tú Vest. Một pha đưa bóng xuống dành cho Tùng Đen. Ngay lập tức là sự có mặt kịp thời đến từ trung vệ Trần Hiền. Hùng Anh. Tùng Trắc. Vẫn đang là Hùng Anh và một bóng rất hay của Hùng Anh lên dành cho anh Tài. Không hề có lỗi Việt Vì ở trong tình huống này. Cơ hội. Không có bàn thắng thứ hai dành cho anh Tài. Nhưng đó là một pha phối hợp rất co đét của cao thủ bên phía FC Bình Minh. Pha bóng xử lý rất gọn gàng của Duy Hân. Công Hoàng. Vẫn đang là Công Hoàng. Ngay lập tức bị quầy khá sát. Khu vực trung tuyến của các thủ Sứ Đoài họ đang triển khai một lối chơi pressing với việc là bắt chết các tiền vệ trung tâm của cao thủ bên phía FC Bình Minh. Qua đó tạo ra cơ hội dành cho những tiền đạo phía bên trên phản công. Và đây là cơ hội dành cho cao thủ bên phía Sứ Đoài. Vẫn không có bàn thắng ở trong pha đối mặt vừa rồi. Khả năng bắt bóng của hai thủ môn cho đến thời điểm tại đang là rất tốt. Nguyễn Hoàng cũng đã có cho mình tình huống cứu thua 10-10 ở trong pha bóng vừa rồi. Trước mũi giày của Bình Ngâu. Và cũng chỉ có một tình huống ném biên mà thôi. Vẫn là những tình huống chèo bóng vào phía bên trong. Từng rốt cuộc thì những tình huống vẫn chưa mà lại được độ hiệu quả quá cao. Và 7 phút đã trôi qua. Trên sân lúc này thì chúng ta vẫn đang thấy được một trận đấu đúng với tính chất của một trận giao hữu. Cao thủ vẫn đang thi đấu hết mình. Những tình huống nguy hiểm cũng vẫn liên tục được tạo ra. Đó là điểm cộng của những trận thi đấu giao hữu của cao thủ Phủi. Đồng Xanh. Tú Vest Sông. Và cả bóng tốt của trung vệ Trần Hiền. Không hề có lỗi. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Công Hoàng. Vẫn đang là Công Hoàng. Phản bóng ngay lập tức của Trần Hiếu lên phía bên trên. Quốc Tùng. Quốc Tùng đã không thể vượt qua được sự truy cản đến từ Đông Xanh. Một tình huống lùi về rất nhanh của tiền vệ Đông Xanh.
tung trắng. Ừ, vâng. Tình huống ném biệt được dành cho các thủ bên phía xứ đoài. Tiếp tục là bóng được mồi lên phía bên trên. Phản 30 khá hay. Bóng vẫn còn dành cho các thủ áo xanh. Tình huống đi bóng nỗ lực của Hùng Anh nhưng đã không thành công và mở ra tình huống phản công dành cho các thủ bên phía xứ đoài. Ngay lập tức là một pha tỉa bóng đến từ vị trí của Tùng Đen dành cho Bình Ngâu. Vẫn đang là Bình Ngâu. Cơ hội dành cho cầu thủ số 10 là Victor. Cơ hội vẫn không có bàn thắng. Tình huống phối hợp có nét. Những tình huống dứt điểm cuối cùng lại quá thiếu chính xác đến từ các tiền đạo bên phía của FC Xứ Đoài. Cơ hội phản công được mở ra dành cho các thủ áo xanh. Tùng Đen. Vinh To. Cái chân sút bên phía xứ đoài đã bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội đối mặt. Và cũng phải khen cho sự xuất sắc đến từ thủ thành Nguyễn Hoàng bên phía của các thủ FC Bình Minh. Tiếp tục là Hùng Anh. Vào bóng nhanh của Hùng Anh. Nhưng tình huống mở tốc của Quốc Tùng đã rời vào tư thế việt vị. Số 20 của Hà Nội là ai? Sự cho đến thời điểm tại thì chúng ta cũng đang được chứng kiến một bài đánh tuy đơn giản nhưng có vẻ như đang tỏ ra được sự hiệu quả rất cao. Đó chính là những tình huống triển khai bóng từ tuyến 2 bằng những tình huống bóng bổng. Những tình huống chọc khe bổng đang tỏ ra được sự lợi hại ở trong trận thi đấu này. Và cắt bóng khá hay. Hùng Anh. Công Hoàng. Và đưa bóng vào của Công Hoàng đã bị cắt bởi trung vệ Tung Trắng. Bóng vẫn đang được luân chuyển qua lại giữa hai đội bóng rất nhiều. Một trận đấu tương đương trình độ. Không có quá nhiều sự cách biệt liên quan đến trình độ chơi bóng. Chúng ta đang thấy được một thế trận cởi mở. Trọng tài đã xác định có tình huống phạm lỗi. Pha lùi về phòng ngự có lẽ là đến từ vị trí của Quốc Tùng. Và đây sẽ là pha đá phạt dành cho các thủ bên phía xứ đoài. Một tình huống đặt bóng khá xa. Đứng trước bóng đang là Đông Xanh cùng với đó là Tú Veston. Là pha sút thẳng. Tình huống dứt điểm không qua được hàng rào đến từ Tú Veston. Đông Xanh. Tùng Trắng. Tiếp tục là Đông Xanh.
Tiếp tục là những tình huống rót bóng vào khu vực trung tuyến. Tranh chấp khá quyết liệt ở khu vực 1/3 cuối sân của cao thủ bên phía Bình Minh. Đây là anh Tài. Phía trước mặt anh Tài đang là Tùng Trắng. Phải đưa bóng vào không thành công khi đã có vị trí của Cường Bắp Cải. Ngày nay bộ đôi trung vệ của xứ Đoài là Cường Bắp Cải và Tùng Trắng cũng đang có những tình huống bọc lót khá ăn ý ở bên phần sân của các thủ xứ Đoài. Tiếp tục là pha chèo bóng vào phía trong rất nguy hiểm, cơ hội dành cho Vinh To. Một lần nữa thì thủ thành Nguyễn Hoàng lại cho thấy được khả năng chơi tập trung của mình. Và một lần nữa anh chứng tỏ được sự yên tâm đối với những cầu thủ phía bên trên. Vinh To. Và lắc qua người của Vinh To. Vẫn kịp đưa bóng đến chân của Bình Ngầu. Nhưng Bình Ngầu đã rơi vào tư thế việt vị ở trong pha bóng vừa rồi. Và như vậy là thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên chỉ còn lại 3 phút cho những nỗ lực của cả hai đội bóng. Vẫn là những tình huống uy hiếp cùng thành đến từ cao thủ bên phía của FC xứ Đoài. Rất nhiều những cơ hội đã bị bỏ lỡ ở bên phía các chân sút đội khách. Và như vậy là cuối cùng thì trọng tài cũng đã thổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên. Chúng ta có một thế trận tạm nghiêng về phía của các thủ FC Bình Minh. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút sau đó quay trở lại với Ado Media. Cùng với đó là VFTV ở trong hiệp thi đấu thứ hai giữa xứ Đoài FC. Cùng với đó là Bình Minh FC. Thank you.
Thank you.
Ngoảnh 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 ra anh làm cho kiểu ảnh nhờ. Ok anh ơi. Quá tuyệt vời. Vâng và chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với fanpage của VFTV cùng với đó là Ado Media để chúng ta quay trở lại với trận đấu của các thủ FC Sứ Đoài cùng với đó là các thủ bên phía của FC Bình Minh trong trận giao hữu thường niên của họ. Và ở hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ bên phía FC Bình Minh đã tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số đó là 1-0. Bàn thắng được ghi do công của tiền đạo Anh Tài và vô vàn những tình huống nguy hiểm ở hiệp thi đấu đầu tiên. Và sang hiệp thi đấu thứ hai thì chúng ta hãy cùng chờ đợi vào một trận đấu căng thẳng hơn, hấp dẫn hơn đến từ Bình Minh FC và Sứ Đoài FC. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai này thì các thủ bên phía của Sứ Đoài FC vẫn sẽ bảo vệ cung thành bên phía bên tay trái mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Ra sân trong bộ trang phục đó là áo xám. Còn bên phía các thủ Bình Minh họ sẽ bảo vệ cung thành bên phía bên tay phải. Ra sân trong bộ trang phục áo xanh nhạt, quần xanh đậm. Đội chủ nhà trong hiệp thi đấu đầu tiên đã có cho mình một bàn thắng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi vào hiệp thi đấu thứ hai. Bóng vẫn còn dành cho các thủ bên phía Bình Minh. Bình Minh vẫn chơi giống với hiệp thi đấu đầu tiên, họ sử dụng những tình huống áp sát và sau đó là những tình huống tỉa bóng, những tình huống trong khe bóng lên phía bên trên, sử dụng tốc độ của những tiền đạo để tạo ra đột biến. Còn bên phía của các thủ Sứ Đoài thì họ ưa thích những pha bàn bóng ngắn 1-2 hơn. Vinh To. Tình huống Vinh Lò đã không thể vượt qua được trung vệ Thanh Sơn.
Quả bóng dội ra tuyến 2. Bóng vẫn còn. Tình huống áp sát kịp thời đến từ cái trung vệ của bên phía FC Bình Minh. Pha ném biên dành cho các thủ bên phía của FC Sứ Đoài. Đội khách vẫn giống như những phút đầu của hiệp thi đấu thứ nhất. Họ vẫn đang tỏ ra là những người có khả năng cầm bóng hơn. Nhưng rõ ràng là để tiếp cận được cú thành của thủ thành Nguyễn Hoàng và chiến thắng được thủ môn này thì cần nhiều hơn sự may mắn và những tình huống lạnh lùng trong những pha dứt điểm cuối cùng. Ngay lập tức là những tình huống áp sát rất nhanh đến từ cao thủ bên phía Sứ Đoài, chủ động chơi pressing lên phần sân của các thủ Bình Minh. Bình Ngầu vẫn đang là bóng dành cho cầu thủ áo số 10. Tình huống bóng vẫn đang lộn xộn trong vòng cấm của các thủ bên phía Bình Minh, nhưng sau đó bóng đã được phá ra an toàn. Có vẻ như là bên phía của cao thủ Sứ Đoài đã quyết định chủ động chơi áp sát đầy cao đội hình, cùng với đó là một lối chơi pressing sẽ được áp dụng ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng nên nhớ là đây là một lối chơi cực kỳ tốn thể lực, và nếu như không mang lại được những kết quả trong những tình huống tấn công của mình thì chắc chắn là các cầu thủ bên phía FC Sứ Đoài sẽ rất dễ nhận đòn hồi mã thương. Tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Sứ Đoài. Tú Veston là người đứng trước bóng. Tình huống đưa bóng vào phía bên trong rất nguy hiểm. Bóng đã khẽ sượt qua cung thành của thủ thành Nguyễn Hoàng. Và trọng tài không thành công. Bóng vẫn đang lan trên sân. Hùng Anh. Vẫn đang là Hùng Anh. Ngay lập tức có sự có mặt đến từ rất nhiều cao thủ Sứ Đoài. Quốc Tùng. Phía trên thì cao thủ bên phía Bình Minh đã di chuyển. Nhưng Quốc Tùng đã bị phạm lỗi. Trong một tình huống tranh chấp. Đức Cảnh. Pha vào bóng đến từ Đức Thắng. Bóng đã bị cắt bởi các cầu thủ bên phía của Sứ Đoài. Một tình huống trong khe. Vinh To. Vinh To đã vượt qua được Trần Hiền. Nhưng đây vẫn còn là bóng. Trần Hiền đang quá kinh nghiệm trong những tình huống đối đầu kiểu như vậy. Nhưng bóng vẫn còn dành cho các thủ bên phía Sứ Đoài. Cơ hội dành cho các thủ Sứ Đoài. Có thể có một bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm penalty. Sau những phút dồn ép liên tục thì cuối cùng cao thủ Sứ Đoài đã có được điều mình cần. Đó là một cơ hội rõ ràng. Và chấm penalty. Tình huống thổi phạt penalty không gì khác. Một cơ hội 10-10 được dành cho Vinh To. Và chúng ta cũng xem là tiền đạo mang số 21 bên phía của cao thủ Sứ Đoài có thể cân bằng tỷ số trận đấu này về thế quân bình hay không. Victor rất đơn giản. Và như vậy là một đều.
Người đã có tình huống quân bình đó chính là tiền đạo Vinh To ở trên chấm penalty. Và như vậy là trận đấu đã quay trở lại vạch xuất phát sau những nỗ lực pressing. Thì cuối cùng cầu thủ bên phía của FC Sứ Đoài đã có cho mình được điều họ cần, đó chính là bàn thắng. Pha bật nhà 1-2 khá hay. Đây là anh Tây, cơ hội dành cho anh Tây, vẫn không thể nào chiến thắng được thủ thành Gia Huy. Bóng vẫn còn trong cuộc. Quốc Tùng, vẫn đang là Quốc Tùng, cơ hội pha bảy người rất tốt đến từ Gia Huy. Liên tiếp là những cơ hội nguy hiểm. Gia Huy đã là người cứu thua. Những pha cứu thua của Gia Huy không khác gì những bàn thắng dành cho các thủ bên phía Sứ Đoài cả. Và sẽ có tình huống phạt góc được thực hiện. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai thì rất nhiều những cầu thủ dự bị được đưa vào sân ở bên phía cả hai đội bóng. Và chào bóng vào. Bóng vẫn đang khá lấp bập. Quốc Tùng. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Gia Huy. Cần phải hạn chế những tình huống phá bóng trượt trong những tình huống lấp bập kiểu như vậy. Tại xác định đã có một tình huống phạm lỗi. Và bóng của Tùng Chắc. Tình huống mở bóng nhanh đã không thành công. Cơ hội lại được dành cho cao thủ bên phía của FC Xóm Đoài. Và chọc khe lên của Tùng Vét Sông là không thành công ở trong pha bóng vừa rồi. Vẫn đang là bóng dành cho các thủ áo xanh. Một tình huống chèo bóng vào. Bóng đi trúng tay của thủ thành Gia Huy. Và một bóng lên của Đồng Xanh dành cho thành SK David. Mai Dũng. Pha phối hợp 1-2 khá hay. Vẫn đang là Mai Dũng. Vinh To. Bình Ngâu. Và vào bóng lên phía trên của Bình Ngâu. Tùng Chắc. Pha đối đầu giữa hai số 21. Vậy là bóng dành cho các thủ áo xanh. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt dành cho các thủ bên phía FC Bình Minh. Tỷ số hiện tại trên sân vẫn đang là một tỷ số hòa. Về mặt thế trận thì thi đấu thứ hai các thủ bên phía của Sứ Đoài vẫn triển khai lối chơi ép sân quen thuộc. Nhưng các thủ FC Bình Minh họ vẫn đang đứng vững trước những nỗ lực ép sân. Và bóng trọng tài xác định đã có tình huống chạm tay. Và sẽ là tình huống phất bóng lên dành cho các thủ bên phía của FC Sứ Đoài mà thôi.
Tiếp tục là những tình huống phất bóng lên phía trên. Trần Hiền đã có mặt. Vẫn đang là những tình huống chéo bóng lên phía trên khá ngọt. Pha bóng mà Tùng Đen đã không thể vượt qua được Trần Hiền. Vẫn là pha đối đầu quen thuộc. Pha đá phạt dành cho các thủ bên phía xứ đội. Pha dứt thẳng cụ, dứt điểm bóng thẳng của Phong Nghê Tô. Những tiểu tranh chấp khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Tùng Trác đã đưa được bóng lên. Đây là pha thoát xuống của Quốc Tùng. Bóng vẫn đang còn những tình huống đối mặt. Đây là cơ hội để cho Quốc Tùng có thể lập công. Và đây là cơ hội. Quả bóng đã suýt chút nữa thì giúp cho các thủ bên phía Bình Minh vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Nhưng mà chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy những pha bàn bật 1-2 của các thủ áo xanh cũng là tương đối tốt ở trong tình huống vừa rồi. Họ chỉ thiếu đi khả năng sắc bén trong những cú dứt điểm cuối cùng mà thôi. Vẫn là những tình huống tranh chấp ở khu vực trung tuyến. Tú Veston. Ngay lập tức là những tình huống dâng lên của những trung vệ bên phía Bình Minh. Bóng đã quay trở về kiểm soát của các thủ áo xanh. Khu vực trung tuyến đang là một khu vực khá chật chội cho đến thời điểm hiện tại. Tùng Vét Tông. Pha chọc khe khá hay. Cơ hội dành cho Vinh To. Những nỗ lực Epson lại tiếp tục đến từ cao thủ bên phía xứ đoài FC. Phạm bóng lên phía trên. Vẫn đang là những tình huống rót bóng vào khu vực trung tuyến. Áp lực được duy trì trong khoảng 5 phút vừa qua đang khiến cho cao thủ bên phía xứ đoài có được nhiều hơn những cơ hội. Vẫn đang là những tình huống tranh chấp khá quyết liệt. Trọng tài đã thổi còi trong tình huống vừa rồi. Và trở lại là một pha phất bóng lên dành cho cao thủ bên phía của FC Bình Minh. Cơ hội rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Và ra chân của công công chúa. Cự ly đội hình của các thủ bên phía xứ đoài FC đang được giãn ra khá nhiều.
Những tình huống áp sát rất nhanh đến từ các tiền đạo của xứ đoài. Bóng vẫn còn dành cho các thủ bên phía của xứ đoài. Những tình huống áp sát rất nhanh. Tùng Trắc và Trọng Khè đã không thành công. Đây là cơ hội phản công dành cho cầu thủ bên phía của xứ đoài. Và đưa bóng vào không thành công của Bình Ngâu. Tùng Trắng. Bóng lên trên dành cho các tiền đạo nhưng mà trước đó thì đã có lá cờ của trọng tài giơ lên. Khi mà Tú Châu đã rơi vào tư thế việt vị. Vẫn đang là những tình huống Tùng Trắc cầm bóng ở khu vực trung tuyến. Nhưng khi mà cầm bóng quá lâu thì chắc chắn là các cầu thủ bên phía của FC Xứ Đoài sẽ có cơ hội áp sát. Một tình huống mở bóng lên phía trên không thành công đến chân của tiền đạo Anh Tài. Những tình huống tranh chấp khá quyết liệt ở khu vực giữa sân giữa Phong Eto cùng với đó là Thanh Sơn. Cường bắp cải. Bóng lên phía trên. Pha phối hợp 1-2 khá hay đến từ các thủ bên phía FC Xứ Đoài. Cơ hội lên dành cho vị trí của Tú Châu. Thành Laptop. Và đang là Thành Laptop đưa bóng vào. Trọng tài đã cất cờ trong tình huống vừa rồi. Có vẻ như lại tiếp tục có một tình huống việt vị đến từ các thủ bên phía Xứ Đoài. Phá băng lên rất nhanh của Thành Laptop. Tình huống mà Tiến Anh bị phạm lỗi. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho các thủ bên phía FC Bình Minh. Phải Dũng đang là cầu thủ đứng trước bóng. Và đưa bóng vào đến từ cầu thủ áo số 34. Và rẽ bóng khá hay. Và đã mang về quả đá phạt dành cho các thủ xứ đoài FC. Và hiện tại anh em cũng đừng quên là chúng ta đang theo dõi trận đấu này trên các fanpage của Ado Media cùng với đó là VFTV. Tất cả quý vị, anh chị, các bạn có nhu cầu làm giải, làm những trận đấu giao hữu, quay phát thì chúng ta có thể liên hệ ngay với các fanpage của Ado Media cùng với đó là VFTV. Bên cạnh đó là bấm theo dõi và like cho các fanpage của anh em bình luận viên và anh em kỹ thuật. Thay mặt cho Ado Media và VFTV xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã tin tưởng. Tùng Trắc. Và đá bóng của Tùng Trắc. Nhưng rõ ràng là hàng tiền vệ của cao thủ xứ đoài đang cực kỳ đông đúc, sẵn sàng bắt bài tất cả những đường truyền lên. Một pha vẩy bóng vào phía bên trong. Những tình huống tranh chấp ở trong khu vực vòng cấm của các thủ bên phía xứ đoài là rất thường xuyên được diễn ra. Và đây sẽ là một pha phản công dành cho các thủ bên phía của xứ đoài FC. Nhưng bộ đội trung vệ
đó là Tùng Trắng. Xin lỗi anh em, bộ đội trung vệ đó là Trần Hiền và Thanh Sơn bên phía của các thủ Bình Minh vẫn đang thi đấu tốt. Thì đây là một đường chuyền tương đối bất cẩn. May mắn là sau đó bóng vẫn nằm trong tay của thủ thành Nguyễn Hoàng. Tiến Anh. Và đưa bóng vào của Tiến Anh. Nhưng rõ ràng là nó quá thiếu chính xác. Tình huống trong khe lên phía trên. Phong Eto. Cũng đó là tình huống đưa bóng vào đến từ Tung Đen. Tình huống anh chấp khá quyết liệt. Thì có lẽ Phong Eto đã rơi vào tư thế việt vị trong pha bóng vừa rồi. Tình huống ném biên ngay đến từ các thủ bên phía sứ đoài. Đó là một tình huống ném biên phạm lỗi. Và bóng được dành cho các thủ bên phía Bình Minh. Hưng Kìa sẽ là người thực hiện tình huống ném biên này. Bóng vẫn đang còn dành cho các thủ bên phía FC sứ đoài. Tùng Đen. Thú Veston. Tùng Đen. Cởi bóng dành cho các thủ bên phía FC Bình Minh. Một quyết định đi bóng của anh Tài. Đó nên là tình huống chuyền bóng đến cầu thủ đã ghi bàn mở điểm dành cho các thủ FC Bình Minh. Thành Laptop. Và trong khe rất hay của Thành Laptop lên phía bên trên. Pha bắn bật 1-2 khá hay. Thành Laptop. Bóng vẫn còn. Thì bóng mà Tú Châu đã. Không có người đồng đội nào để phối hợp với lại Tú Châu trong pha bóng trước đó. Anh Tài. Ngay lập tức là có sự can thiệp đến từ hàng tiền vệ của các thủ sứ đoài. Trọng tài đã thổi phạt cường taxi ở trong pha bóng trước đó. Và người đứng trước tình huống đá phạt này của các cầu thủ FC Bình Minh sẽ là Đức Thắng. Đức Thắng đang là người đứng trước bóng. Phải đưa bóng vào phía bên trong của Đức Thắng. Cơ hội rất nguy hiểm. Những tình huống tương đối là mập mờ trong pha bóng vừa rồi.
Tiếp tục sẽ có tình huống đá phạt dành cho các thủ bên phía của FC Bình Minh. Pha chờ bóng vào vẫn đang được sử dụng rất nhiều. Anh Tài. Bóng được trả về tuyến hai. Cơ hội dành cho các thủ bên phía của FC Bình Minh nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Và bỏ lỡ cơ hội 10-10. Rất đáng tiếc dành cho các thủ áo xanh. Và đây sẽ là tình huống phạt góc dành cho các thủ bên phía FC Bình Minh. Bóng đã quay trở lại quyền kiểm soát của các thủ xứ Loài. Tú David. Và phật bóng không thành công của Tú David. Và đang là Tú David. Và cầu bóng rất tốt của Tú David vào phía bên trong. Tình huống tranh chấp rất quyết liệt của các cầu thủ. Bóng vẫn đang còn dành cho các thủ bên phía xứ Đoài. Tùng Trắng. Tú Veston. Tùng Trắng. Cường Bắp Cải. Tiếp tục là pha mở bóng lên đến từ các trung vệ bên phía của FC xứ Đoài. Và đây là cơ hội dành cho các thủ áo xám. Những nỗ lực không thành công đến từ vị trí của Tùng Đen. Bóng đang là vẫn còn dành cho các thủ bên phía của xứ Đoài. Hưng kìa. Vẫn đang là cầu thủ áo số 10. Pha đối đầu với Thành Laptop tốc độ đã được vượt qua. Nhưng ngay lập tức đã có mặt của trung vệ Tùng Trắng bên phía của cao thủ xứ Đoài. Những tình huống tranh chấp tương đối quyết liệt. Tùng Chắc. Bóng lại quay về quyền kiểm soát của cầu thủ bên phía xứ Đoài. Pha bóng rất tốt của Thành Sơn. Đây là Hưng kia. Và trả bóng dành cho biên phải theo hướng tấn công của cầu thủ bên phía FC Bình Minh. Anh Quân. Vẫn đang là những tình huống khá nguy hiểm. Nhưng trọng tài xác định đó chỉ là một tình huống phất bóng lên dành cho các thủ bên phía của FC xứ Đoài mà thôi. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Thời gian của trận đấu không còn nhiều nữa. Bóng còn dành cho Tú Châu.
Sẽ tình huống đá phạt lên dành cho các thủ bên phía của FC Bình Minh. Và đưa bóng vào phía bên trong. Tình huống bóng khá là bập ở trong khung thành của các thủ bên phía sư đoài nhưng vẫn không có bàn thắng. Đây là cơ hội dành cho cầu thủ áo số 10. Kia vẫn đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vẫn là những sự tỉnh táo đến từ hai đầu khung gỗ. Và lần này người được thể hiện kỹ năng của mình đó là thủ thành Gia Huy. Và như vậy là sẽ có tình huống phân bóng lên sau một vài phút dừng giữa trận. Và phân bóng lên phía trên. Tình huống thoát xuống đến từ vị trí của Tú Châu. Bóng sẽ được xác định là đá lên dành cho các thủ bên phía FC Bình Minh. Lại tiếp tục là một tình huống đá phạt nhanh. Bóng vẫn còn dành cho các thủ áo xanh. Và cầu bóng vào phía bên trong. Nhưng lại một lần nữa thì thủ thành Gia Huy ra vào hợp lý. Tiêu triển khai bóng rõ ràng là nếu chúng ta so sánh ở sân đấu 11 này thì cao thủ vẫn đang sử dụng rất nhiều những tình huống chơi sân 7. Những tình huống mở bóng cùng với đó là những tình huống chạy cột hai. Khi mà thói quen sân 7 đã ăn rất sâu vào máu của cao thủ đá nghiệp dư thì rõ ràng là để có thể trong ngày 1, ngày 2 sửa được những thói quen như ở trên sân 7 thì có lẽ sẽ là rất khó. Phần nào đó thì chúng ta vẫn đang thấy được một thế trận cũng tương đối cởi mở đến từ cả FC Sứ Đoài và cả bên phía của các thủ FC Bình Minh. Hàng phòng ngự của các thủ bên phía FC Bình Minh đã lùi về rất sâu. Pha qua người khá hay. Bóng vẫn còn. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm. Vẫn đang thiếu đi độ chính xác. Đến từ chân sút của các thủ FC Sứ Đoài và họ vẫn chưa thể vươn lên dẫn trước được. Mặc dù tỷ lệ kiểm soát bóng cũng với đó là khả năng ép sân của các thủ bên phía Sứ Đoài ở trong hiệp thi đấu thứ hai là đang có phần nào đó nhỉnh hơn. Tiếp tục là bóng được rót lên dành cho Tùng Đen.
Những tình huống trả về tuyến 2 không thành công. Khu vực trung tuyến đang rất đông đúc các cầu thủ có mặt ở trên sân lúc này. Pha bóng khá tốt, Anh Quân. Tùng Trắc. Cần phải hạn chế hơn những tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân. Tình huống phối hợp 1-2 khá hay. Và chéo bóng vào. Trong tình huống đó nên là một cú dứt điểm ban đầu thay vì là một tình huống cố gắng đỡ bóng bước một. Trận đấu không còn nhiều thời gian. Dẫu biết đây là một trận thi đấu thuộc thể thức giao hữu, nhưng rõ ràng ngày hôm nay nếu giành được chiến thắng thì những cuộc vui trên bàn nhậu sẽ vui hơn rất nhiều. Bóng vẫn còn dành cho các thủ bên phía của xứ đoài. Áp lực lớn đang được tạo ra. Đây sẽ là một tình huống đá phạt dành cho các thủ bên phía xứ đoài. Đứng trước bóng đang là cầu thủ mang số 8 Đông Xanh và Tùng Đen. Tùng Đen và Đông Xanh đang là những người đứng trước bóng. Một cự ly đặt bóng cũng khá thuận lợi cho một cú sút thẳng. Dứt điểm ngay. Anh Tài, Anh Quân phá vỉa bóng rất hay. Nhưng ngay lập tức đã có sự lùi về bọc lót kịp thời của Tú David. Và như vậy là thẻ vàng đã được rút ra. Thời gian đã trôi về những phút cuối. Có lẽ là nếu như giao hữu thì tỷ số một đều sẽ là tỷ số rất đẹp, khi mà nó sẽ làm hài lòng cả hai đội bóng. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay cầu thủ đã mất công xỏ giày ra sân rồi thì không bao giờ họ mong muốn một trận hòa cả. Chiến thắng vẫn sẽ là được ưu tiên. Anh Tài. Đây là Hưng kia. Phía bên trong thì cao thủ đã vào vị trí. Vẫn là một tình huống không thể đột phá qua người thành công. Lấy bóng rất tốt. Cơ hội dành cho cao thủ bên phía FC Vinh Minh. Cơ hội dành cho các thủ bên phía FC Vinh Minh. Đây là cơ hội. Và như vậy là cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi nhận. Sau những nỗ lực liên hoàn của các thủ áo xanh, thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Ai ghi bàn đây? Số bao nhiêu đấy? Sao có không nhìn thấy?
Và như vậy là có lẽ bàn thắng sẽ được tính cho Tiến Dũng. Trong pha bóng lộn xộn trong khung thành của các thủ FC Sứ Đoài. Và như vậy là một lần nữa các thủ Bình Minh sẽ vươn lên dẫn trước. Và cách biệt một bàn sẽ được duy trì. Tỷ số hiện tại đang là 2-1, nghiêng về phía của các thủ chủ nhà FC Bình Minh. Thì điều tranh chấp rất quyết liệt giữa cầu thủ cả hai đội những phút cuối rồi. Thì chúng ta vẫn thấy cao thủ vẫn đang nhiệt huyết cống hiến hết mình cho trận thi đấu này. Vẫn đang là bóng trong chân các thủ Sứ Đoài. Thủ David. Bóng được mồi lên cánh trái. Tiếp tục là những tình huống xuống bóng bằng những đường chuyền chọc khe. Trọng tài đã xác định đó là một tình huống phạm lỗi đến từ tiền đạo Tú Châu. Và như vậy là thẻ vàng tiếp theo được rút ra. Quay trở lại với trận đấu này bằng một tình huống phất bóng lên đến từ cao thủ FC Bình Minh. Lấy bóng rất hay. Bóng vẫn đang còn dành cho cao thủ bên phía FC Bình Minh. Pha chọc khe của Tùng Trác lên phía trên dành cho anh Tài. Gia Huy. Tú Veston. Vừa đã là Tú Vest. Và mở bóng khá hay. Ngay lập tức đã có vị trí của Thành Sơn có mặt. Các thủ FC Bình Minh vẫn đang là đội bóng dẫn trước. Thủ Veston. Pha mở bóng của Cường Bắp Cải. Những giây phút cuối cùng đã là những giây phút khá bận rộn với hàng công của cao thủ bên phía Sứ Đoài. Tú Châu, cơ hội rất nguy hiểm. Pha đánh đầu của cầu thủ mang áo số 22. Một tình huống khá nguy hiểm. Trong pha bóng vừa rồi thì thủ thành Nguyễn Hoàng của bên phía các thủ Bình Minh đã có tình huống băng lên hơi sớm. Pha bóng lên phía trên khá hay. Trọng tài đã xác định đó là một tình huống việt vị.
Pha chọc khe rất tốt. Tình huống băng ra vẫn là hợp lý đến từ Nguyễn Hoàng. Tùng Đen. Vẫn đang là một cự ly đội hình chơi thiên về phòng ngự đến từ các thủ SC Bình Minh. Cùng với đó là một sơ đồ đầy cao tìm kiếm bàn thắng đến từ các thủ FC Sứ Đoài. Và đây là cơ hội dành cho các thủ Sứ Đoài. Vẫn là cú sút của Tú Châu. Nhưng Tú Châu đang nhận được một sự chăm sóc rất kỹ đến từ hàng phòng ngự của các thủ bên phía FC Bình Minh. Các thủ FC Bình Minh đang có một sự chăm sóc rất kỹ đối với cầu thủ áo số 22. Thứ David. Đưa bóng vào. Cơ hội. Thì trước đó thì tấm cờ việt vị của trọng tài đã giơ lên. Vẫn là những lỗi cơ bản. Một tình huống đưa bóng lên phía trên. Nhưng ở trước mặt của Quốc Tùng là đến ba cái bóng áo xám. Và rất khó dành cho cầu thủ áo số 89 có thể tạo ra được điều đột biến ở trong tình huống bóng vừa rồi. Tú Châu. Đúng với cái tên Tú Châu thì anh đang là người có những tình huống tỷ lệ khá tốt. Bình Ngâu. Bảo vẫn còn dành cho các thủ bên phía của trọng tài đã không xác định đó là lỗi. Các thủ Sứ Đoài vẫn đang tiếp tục trận đấu. Cứ bắp cải. Pha chọc khe tốt của Tú Eto dành cho vị trí của Tùng Đen. Thì rõ ràng là hàng phòng ngự của Bình Minh vẫn đang đứng rất vững. Những phút cuối cùng vẫn đang là sự áp đảo trên mặt sân đến từ các thủ bên phía của đội khách. Đội khách Sứ Đoài lúc này họ đang đẩy rất cao đội hình lên phía trên. Thì trái ngược với phong thái đó, đó chính là phong thái phòng ngự đến từ các thủ bên phía FC Bình Minh. Vừa rồi là một tình huống bóng đã sượt qua khung thành của thành Nguyễn Hoàng. Tú David. Tú David đã cướp được bóng. Cơ hội dành cho các thủ bên phía Sứ Đoài. Không có cú sút nào từ tuyến 2 được thực hiện trong pha bóng vừa rồi. Và đây sẽ là một tình huống phản công dành cho các thủ bên phía của FC Bình Minh. Nhưng sau đó thì Tú Veston đã có mặt kịp thời. Trận đấu đã chuyển qua thế trận công thủ. Những phút cuối cùng của trận thi đấu này. Thời gian là không còn nhiều. Tỷ số hiện tại vẫn đang tạm nghiêng về phía của các cầu thủ FC Bình Minh. Thủ Veston. Bình Ngầu. Ngay lập tức là có sự có mặt đến từ cầu thủ áo số 20 Anh Quân. Chọc khe khá hay. Nhưng vẫn không thể thoát được bẫy việt vị đến từ các thủ bên phía Sứ Đoài. Tùng Đen. Đồng Xanh. Và cho khe tốt của Đồng Xanh.
Tú Châu. Bóng vẫn còn dành cho các thủ bên phía xứ đoài. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa đến từ Anh Tuấn. Đây sẽ là tình huống sút phạt hàng rào có lẽ là cuối cùng của trận thi đấu này. Dứt điểm gầy. Tình huống dứt điểm quá mạnh và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận giao hữu giữa cao thủ xứ đoài cùng với đó là cao thủ Bình Minh FC. Kết quả chung cuộc là chiến thắng dành cho các thủ bên phía Bình Minh FC. Một trận đấu khá hay. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp nhau tại những trận đấu tiếp theo của Adomedia và VFTV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.